Chúng ta bắt đầu học sang bài số 3, chủ đề là âm thanh. Chúng ta hãy làm quen với nhân vật chính của bài hôm nay là con mèo và bạn Lan. Thì các nhân vật ở trong phần mềm Scratch đều có thể nói, phát ra âm thanh. Tức là có thể phát ra tiếng kêu, có thể nói, có thể hát được. Chúng ta hãy cùng làm quen với những lệnh đó nhé. Thì chúng ta làm quen con mèo trước nhé. Thì mèo ấy, thì khi chúng ta nhìn cái tab ở đây thì cái tab mà âm thanh sao chính là cái tab mà lưu trữ các cái âm thanh liên quan đến nhân vật hiện thời. Thì mỗi nhân vật có thể đi kèm theo nó là một hoặc là nhiều âm thanh, có thể có nhiều âm thanh. Ví dụ như mèo ở đây, mèo là con vật mà mặc định khi chúng ta có con mèo thì nó có một cái âm thanh, chính là cái âm thanh là meo meo đây. Chúng ta có thể nghe được nó ra đây này. Và có thể có cái lệnh để phát ra âm thanh, chúng ta đã biết rồi, nằm trong cái nhóm sao. Đấy, thì chúng ta có thể cho cái lệnh như này vào cho mèo nó kêu. Chúng ta có thể cho mèo là vừa kêu mà là vừa nói ra trên màn hình, chúng ta cho lệnh viết lệnh này nhé. Bị lệnh này chúng ta gọi đi lệnh là meo meo chẳng hạn, meo. Thì cái lệnh play sound, thì lệnh chúng ta chú ý là lệnh play sound nó có hai lệnh, là lệnh play sound như này và play sound until done. Thì hai này khác nhau chỗ nào? Khi chúng ta gọi cái lệnh là play sound không thôi thì khi phần mềm chạy cái play sound thì lập tức là chuyển sang, vừa phát âm chuyển ngay sang lệnh phi thứ hai như thế này đó. Thì như vậy khi ta dùng lệnh này thì mèo sẽ vừa phát ra âm thanh là meo meo, vừa hiện lên dòng chữ là meo meo như thế này trong 2 giây. Nghe thử nhé. Đó, khi đấy ngay. Còn ngược lại, nếu chúng ta để như thế này thì mèo sẽ phát âm, tức là khi phát ra cái âm thanh meo meo phát xong rồi thì mới chuyển sang lệnh meo meo. Vậy có sự khác biệt giữa hai cái lệnh này. Nghe thử này. Đó, như vậy là phát âm xong cái meo meo thì mới xuất hiện, thì chúng ta phải chú ý cái sự khác biệt giữa hai cái lệnh này. Thì chúng ta chú ý nhé. Nó tương tự như là sự khác nhau giữa hai cái lệnh là lệnh say như này và lệnh say như thế này. Cái lệnh say như này là gì? Là mèo hiện ra cái tiếng nói đấy trên màn hình ấy, meo meo, và sau 2 giây thì mình chuyển sang lệnh tiếp theo. Còn nó như lệnh như này, ta để như này. Meo meo thì mèo sẽ hiện cái dòng chữ meo meo khi mà nói ra, và cái dòng chữ này sẽ hiện mãi mãi cho đến khi mà có lệnh khác hủy đi. Đồng thời sẽ phát âm ở phía sau, ví dụ để như này thì mèo sẽ vừa nói mà lại vừa hiện ra âm thanh ở phía sau. Ta nghe thử này. Đó, như vậy là mèo vừa phát âm, vừa hiện cái thông tin, cái tiếng nói meo meo mà vừa phát ra âm thanh meo meo. Đó, thì chúng ta chú ý cái sự khác biệt giữa những cái hai lệnh này nhé. Bây chúng ta quay lại cái tab âm thanh này. Thì đây là cái nơi mà chúng ta có thể tạo ra, có thể bổ sung, có thể xóa các cái âm thanh đi kèm với nhân vật đó. Chúng ta làm quen với nhân vật Lan nhé. Thì khi chúng ta khởi tạo nhân vật Lan ấy, thì mặc định phần mềm sẽ đưa ra một cái âm thanh pop như này. Thì chúng ta có thể xóa đi. Ví dụ tôi sẽ bổ sung cho Lan một cái âm thanh, Lan sẽ nói ra với khán giả là: chào các bạn, tôi là Lan. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy có 3 cái nút lệnh ở đây để khởi tạo cái âm thanh. Nút này là khởi tạo âm thanh nhưng mà lấy từ một kho có sẵn của phần mềm. Còn đây là nút lệnh chúng ta có thể thu âm trực tiếp giọng của chúng ta vào, dùng loa máy tính để thu âm trực tiếp vào âm thanh cho nhân vật này. Còn đây là cái nút lệnh chúng ta có thể bổ sung âm thanh từ một file âm thanh ở trên đĩa, trên máy tính của chúng ta. Ví dụ chúng ta thu âm sẵn một cái file âm thanh mà chúng ta sẽ bổ sung vào. Như vậy cả ba cái này đều rất là quan trọng. Chúng ta thì hiểu ngay bây giờ lát nữa. Bây giờ tôi sẽ làm cái lệnh là chúng ta sẽ thu âm trực tiếp giọng của chúng ta vào cho bạn Lan nhé. Thì chúng ta bấm vào đây và chúng ta bắt đầu thu âm. Tôi bấm vào đây đi. Click vào này. Rồi ra cái này nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thu âm. Thu âm ở đây.
Đây là nút thu âm, đây là nút dừng lại và đây là nút chúng ta có thể xem lại, nghe lại cái lời cái đoạn vừa thu âm. Chúng ta làm thử nhé. Bấm vào đây và nói luôn này. Xin chào các bạn, tôi là Lan. Đó, tôi vừa mới thu âm xong cái đoạn ngắn này. Tôi nghe lại này. Xin chào các bạn, tôi là Lan. Đó. Và chúng ta có thể thực hiện những cái lệnh đơn giản như là cắt hay là copy vân vân. Và cái chỗ này ta có thể thực hiện những lệnh đó, nhưng mà thôi cái này là phần nâng cao, tôi sẽ nói sau. Thì khi ta thu âm xong rồi, chúng ta có thể đặt tên cho cái đoạn, cho cái âm thanh này rất quan trọng. Tên đây, ta tên là xin chào chẳng hạn. Cái tên này hoàn toàn là có thể gọi tiếng Việt. Như vậy là cái âm thanh ấy là nó có thể là có, đây là cứ một, đây là số tự của âm thanh, còn được tên của âm thanh. Âm thanh đánh số từ 1, 2, 3, 4 và tên chúng ta đặt tùy ý, miễn là chúng phải khác nhau từng đối một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho Lan sẽ chào mọi người nhé. Lan sẽ chào thì Lan sẽ dùng cái lệnh này. Lan sẽ dùng cái lệnh phát ra âm thanh như này. Và đồng thời Lan sẽ nói luôn ra loa như này. Xin chào các bạn, tôi là Lan. Tôi bấm vào đây. Xin chào các bạn. Tôi là đó. Và bây giờ đây là mèo, nhất là Lan, chúng ta có thể cho hạ cả hai bạn này là song song với nhau. Xin chào các bạn, tôi là Lan. Đó. Bên này là mèo này. Ở đây chúng tôi chữa mèo, bây giờ mèo để đây nhé, mèo để như này. Đó, làm lại này. Mèo nhưng mà là đồng thời là mèo là kêu phát âm ra mèo mèo và say mèo mèo, còn Lan sẽ nói cái ta vừa mới nói. Lan là như thế này. Lan là xin chào các bạn, tôi là Lan. Chúng ta làm thử nghe thử nhé. Chào các bạn, tôi là Lan. Đó, tôi vừa mới bởi chúng ta vừa mới thực hiện một số những cái lệnh như vậy. Bên trong cái âm thanh còn có lệnh nữa là lệnh stop on sound, là cái lệnh chúng ta có thể dừng âm thanh cho tất cả. Khi dừng như này thì tất cả âm thanh đang phát ra sẽ bị dừng lại. Ví dụ nhé, bây giờ tôi sẽ cho mèo như này, tôi để cho mèo là mèo sẽ play sound until done ở chỗ này. Như vậy là khi mèo phát ra âm thanh mèo mèo xong rồi thì mèo sẽ dùng lệnh stop on sound. Thì khi đó thì dù Lan nó dở, Lan cũng bị dừng lại. Các bạn nghe thử cái này nhé, để quan sát xem là Lan nó dở cái âm thanh là xin chào các bạn, tôi là Lan. Lan sẽ bị ngắt nửa chừng bởi vì cái lệnh stop on sound của mèo. Nghe thử cái này. Chào các bạn. Đấy, như vậy là Lan chỉ nói được câu là xin chào các bạn mà Lan sẽ bị dừng lại. Thì chúng ta vừa mới học được ba cái lệnh đầu tiên rất là cơ bản, lệnh play sound, lệnh play sound bình thường, play sound until done và stop on sound. Tôi nhắc lại nhé, play sound là cái lệnh là phát ra âm thanh đồng thời chuyển ngay sang lệnh tiếp theo ở phía dưới. Còn lệnh play sound until done là sẽ nhân vật sẽ phát ra âm thanh và đợi khi mà phát âm thanh xong rồi thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Còn lệnh stop on sound là lệnh là lập tức là dừng lại tất cả âm thanh đang chạy ở trên màn hình. Chúng ta đang chạy thôi, còn sau đó thì có thể các âm thanh khác bật lên thì vẫn không sao cả. Rồi, thì chúng ta sẽ quay lại là gì? Là không những là nhân vật mà nền sân khấu cũng có thể phát ra âm thanh. Bây giờ tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ cho nền sân khấu đây, tôi sẽ mở một cái nền sân khấu nào đó để tôi quan sát cho nó hay thôi. Tôi tìm một cái nền sân khấu là ví dụ là một cái ngôi nhà chẳng hạn, đúng không? Đây là một cái nhà trường và tôi sẽ cho sân khấu luôn hát một cái bài hát du dương gì đó nhé. Bây giờ tôi sẽ đây sân khấu đây âm thanh đây. Như vậy là sân khấu cũng có âm thanh như bình thường và sân khấu cũng có thể là chạy cái lệnh âm thanh. Bây giờ tôi sẽ mở một cái file trên máy tính ra và tôi tìm ra một cái file âm thanh mà tôi ví dụ tôi có một file âm thanh đó ở dưới mà trên máy tính và tôi có thể bật lên. Và ví dụ tôi có tìm cái file đây nhé, tôi tìm cái file trên máy của tôi, tìm xem có không nhé. Đây, chỗ này có thêm một cái music đây, thì tôi có một cái file nhạc không lời đó.
thì nó sẽ âm thanh của file này nó sẽ được truyền vào trong máy tính và thành cái âm thanh của nhân vật hoặc là sân khấu. Khi chuyển xong rồi tôi có thể sử dụng cái âm thanh đó như là một âm thanh như là các âm thanh khác. Thì cũng như vậy thì nhạc nền cái sân khấu cũng có thể cũng là chúng ta có thể tạo ra các cái tệp các cái âm thanh của riêng của mình rất là hay. Rồi như vậy là đã xong, các bạn đã thấy rõ. Và tôi đặt tên cho cái này là biểu diễn nhạc không lời chẳng hạn nhé. Đó, và bây giờ tôi sẽ lập trình cho cái sân khấu này là bật lên cái là nó luôn là đang nghe cái nhạc không lời đó nhé. Đây tôi bật lên cái lệnh sao để cho nó chạy đây, nhạc không lời chứ. Thì tôi cho mèo tôi hủy cái lệnh stop on sound đi. Như vậy là bây giờ là gì, bây giờ là sân khấu cũng phát ra nhạc, mèo sẽ kêu meo meo và cô Lan cũng sẽ nói câu nói của mình, ta nghe thử nhé. Chào các bạn, tôi là Lan. Đó, như vậy là vẫn nghe được nhạc và các nhân vật cũng có thể hoạt động độc lập trên cái nền nhạc đó, đúng không? Bây giờ thêm một chút nữa về cái lệnh nhạc này là nếu mà chúng ta có thể vặn to nhỏ cái volume của cái loa của từng nhân vật vật của từng sân khấu một, thì cái lệnh này cái lệnh là đây, cái lệnh là đặt cái volume là bao nhiêu thì mặc định của nó là 100% là to hết cỡ. Chúng ta có thể ví dụ riêng cái bản nhạc này tôi muốn nhạc nền nhỏ đi, tôi để là chế độ 50 thôi thì nó sẽ nhỏ đi một nửa, tôi để vào đây. Thì như vậy là đặt chế độ cái âm thanh của cái nhạc nền này là nhỏ bằng một nửa bình thường. Các bạn nghe thử bài này nhé. Chào các bạn, tôi là Lan. Đấy. Thấy nó có nhỏ đi một chút không ạ? Vì ta có thể đặt nhỏ nữa thì cũng được, thì nó sẽ nhỏ đi. Đây thì đó là những cái lệnh ban đầu liên quan đến âm thanh rất là cơ bản. Chúng ta sẽ còn học tiếp các bài học tiếp theo để xử lý âm thanh ở mức độ cao hơn.